xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay kênh Giã Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết audio lịch sử Chiến tranh Điện Biên Phủ, cao điểm cuối cùng. Trước giờ xuất phát, Vinh hối hả xuống đại đội 1, mặt tái đi vì tức giận. Vinh đạp phứa vào những vũng bùn nước lóng bóng dưới giao thông hào. Thỉnh thoảng anh lại quật chiếc gậy trong tay vào thành hào đen đét lính tráng gì thế này? Đến giờ chiến đấu lại buông súng à? Đại đội một vừa báo cáo lên có một số chiến sĩ bỏ cơm cáo ốm. Trong người anh dội lên một sự bực bội gần như là căm tức. Vài năm gần đây, nhất là từ khi học tập chính trị năm trước đến giờ, đôi lúc Vinh cảm thấy con người của mình đang dần dần mờ nhạt đi. Cái thời kỳ ngây ngang trên mình ngựa, với chiếc kiếm dài lết bết bên sườn, với điệu cười giọng nói ngang tàng, lối đánh giặc đôi khi liều lĩnh táo tợn đã làm cho anh và một số cán bộ giống như anh nổi bật lên đã qua từ lâu rồi không còn là thời kỳ mà anh và một vài người bạn nổi tiếng trong trung đoàn ngồi công khai khoe chuyện trai gái trên dọc đường công tác thường là phóng đại có khi là bịa đặt vẫn được một số người tán thưởng cũng như những cán bộ khác đã nhiều lần vinh phải ngồi nghiêm trang kiểm điểm lại tư tưởng hành động đạo đức của mình hòa hợp được với cuộc sống mới này thật khó khăn anh đã đôi khi nghĩ vậy nhưng anh không bỏ qua sự thật và lẽ phải anh thấy rõ những người cán bộ cần cù chất phác ngày xưa anh không hề chú ý bây giờ bỗng hiện lên rực rỡ như những ngôi sao trong cuộc chiến đấu vừa qua nhiều lúc rõ ràng là họ đã kéo anh đi theo và anh phải tự thú nhận theo kịp họ thật là mệt anh cũng đã nhìn thấy đôi người bạn vào loại nổi tiếng một thời bây giờ đang tụt lại phía sau một cách thảm hại. Nhìn họ anh xấu hổ và anh tự bảo mình, mình không thể nào chịu như họ. Qua trận đánh vừa rồi, Vinh đã đo được cái gây gò ác liệt của cuộc chiến đấu ngày nay. Lần kiểm điểm tư tưởng hữu khuynh ở đại đoàn buộc anh phải nhìn rõ mình hơn. Trải qua nhiều phút đấu tranh vật lộn gay go và âm thầm với mình, anh đã đi tới ý nghĩ, không còn con đường nào khác con đường quyết tâm lao vào cuộc chiến đấu. Ngày hôm nay, giữa lúc tâm hồn anh ổn định nhất, thanh thản nhất, anh đang tự bảo mình sẽ không lùi lại trước bất cứ khó khăn nào thì lại là lúc xảy ra cái chuyện không hay này. Ở vị trí, đại đội 1 đã sẵn sàng xuất quân. Các chiến sĩ, súng đạn bộc phá trên người tề trình, một số còn ở trong hầm, một số đã ra chiến hào. Vinh thấy Tuấn đã ở đó. Anh ngồi trong hầm đang ôn tồn giải thích cho mấy chiến sĩ vinh đứng ngoài lắng nghe một vài câu cảm thấy bực vì những lời lẽ chính trị dài dòng rất lép vế cái kiểu quen thuộc xưa nay của các ông chính trị viên anh bỏ đi xăm xăm bước vào giữa một quãng hào anh em đang ngồi đông mặt tím lại đại đội trưởng đại đội một đâu vinh nói rất to khoe từ trong một căn hầm chui ra nét mặt vẫn lầm lỉ nhìn kỹ mới thấy hơi khuất dưới đôi gò má tròn và cao đôi mắt anh đo đỏ quân số đi chiến đấu của đồng chí được bao nhiêu? Giọng Vinh giận dữ. Báo cáo anh, 85 người. Sao lại 85? Bao nhiêu người không đi? Anh nuôi 7, văn phòng 2. Không để khỏe kể tiếp, Vinh cắt ngang. Không, tôi hỏi con số những người từ sớm đến giờ bỏ cơm không chịu đi. Khỏe nói nho nhỏ, 15 người vinh nói thật to để mọi người đều nghe thấy tại làm sao mọi hôm không sao đến ngày đi chiến đấu lại bỏ cơm không ăn cáo ốm tư tưởng ấy là tư tưởng gì chiều bắn một phát đã bỏ súng rồi à người khác người ta đi được sao mình lại không đi được dễ thường cứ đi chiến đấu là chết hết cả đây à thử hỏi ngay đồng chí khỏe này vinh quay về phía khỏe đồng chí đánh bao nhiêu trận rồi gần một trăm trận lớn nhỏ đúng không Thế đồng chí ấy chết đâu? Chết đâu? Hay vẫn lù lù đây? Cũng mang danh là chiến sĩ cách mạng à? Học tập đấy, kiểm điểm đấy. Quang Vinh bên 308 kia kìa, đánh 300 trận lớn, nhỏ rồi, có chết không? Hay bây giờ là chiến sĩ thi đua toàn quốc, trên ngực đỏ ối huân chương? Tiểu đoàn này từ xưa đến nay chưa có bao giờ như thế này. Trận nào cũng khá cả, cũng đóng góp được cả bông lau khá này thất khê đông khê mộc châu đều khá la Rì về cũng khá chỉ có cái nà si là hơi kém một tí nhưng đó là chuyện cũ rồi bây giờ đảng và nhân dân cho ăn học mãi nhất định phải khác các đồng chí đem huân chương của đơn vị ra gắn hết lên cờ xem nào ai có huân chương đeo cả lên ngực xem nào chúng mình đi trận này nhất định phải thắng nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn a 1 không làm xong nhiệm vụ không vóc mặt trở về chỗ này nữa. Các đồng chí có đồng ý với tôi không? Các chiến sĩ ngồi chung quanh, phần lớn trẻ măng, trước những lời sôi nổi của Vinh, đáp lại gian gian. Đồng ý. Vinh hỏi lại một lần nữa. Các đồng chí có quyết tâm là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không nào? Có. Vinh bảo đại đội trưởng khỏe cung về hầm, ngồi một lúc anh nói với khỏe cậu thử đi các hầm một lượt xem bây giờ ra thế nào rồi. trong khi đó ở một căn hầm khác Tuấn vẫn ngồi kiên nhẫn phân tích cho ba chiến sĩ bằng cái giọng nho nhỏ chẳng có gì là quân sự. lần đánh này khác lần đánh trước rất nhiều. lần trước ta không thành công vì mấy lý do. thứ nhất là trận địa tấn công tiến thiết chưa đúng tiêu chuẩn. mình chưa vào đến đồn đã bị đại bắc địch tiêu hao mất nhiều lực lượng. thứ hai là ta không có kế hoạch trận viện đánh nó ở A1 thì Mường Thanh nó cứ tiếp viện lên, diệt hết toán này nó lại dồn toán khác lên, thành trận đánh kéo lê thê hết ngày này sang ngày khác. Thứ ba là tại ta chưa phát hiện được đích xác hầm ngầm của địch nên không có kế hoạch để tiêu diệt chúng. Lần này, đó, các đồng chí xem, chúng ta đã đỡ hẳn một giai đoạn mở cửa tiền duyên. Quân ta một bộ phận đã nằm ngay trong đồn của chúng. Trận địa giao thông hào của ta đã ăn lên hẳn đồn địch lại đúng kích thước, ta đi về, tấn công chúng lúc nào, đến cạnh lô cốt chúng, chúng vẫn không hay. Ta lại có kế hoạch chặn viện rất chu đáo. Tiểu đoàn ta phụ trách đánh một mũi vào ụ thằng người cắt rời a một ra khỏi Mường Thanh. Trên đã dành cho ta cả một lực lượng pháo lớn để chặn viện khi chúng tiếp viện lên. Anh em cứ đồn là nó có đường ngầm từ Mường Thanh lên, có đâu, chẳng có đường ngầm, đường bí mật nào cả con đường tiếp viện của nó nằm ngay sau ụ thằng người ta điều tra được rồi còn cái hầm ngầm cấp trên đã có một kế hoạch đặc biệt để tiêu diệt nó làm cho nó tê liệt ngay từ phút đầu đánh địch lần này so với lần trước khó khăn ít hơn mà thuận lợi rất nhiều ta không chủ quan khinh địch nhưng ta cũng không sợ chúng các đồng chí tuy mới chiến đấu lần đầu nhưng tri bộ đã có kế hoạch tỉ mỉ bố trí tiểu đội nào cũng có người mới người cũ các đồng chí đều đã trải qua một thời kỳ huấn luyện không học được tất cả các môn nhưng những môn cần thiết cho trận chiến đấu này các đồng chí đều nắm được rồi nhiều cán bộ chỉ huy của các đồng chí đã thuộc đồn địch như thuộc một cái đồn diễn tập nhiều lần trong chiến đấu không thể nào tránh hết được những trường hợp không may trung đội hai hy sinh hôm nọ cũng là một trường hợp không may cho ta không phải thằng địch giỏi quan sát thấy ta mà chúng thả bom chúng nếu chúng giỏi chúng đã tiêu diệt chúng ta ngay lúc chúng ta đang kiến thiết trận địa. Đằng này trung đội 2 đã đảo xong trận địa, khi quay về vị trí trú quân mới bị bom địch rơi lạc phải. Mặt khác cũng phải nhận là trung đội 2 ra xa đồn địch rồi nên chủ quan, đội hình hành quân ùn, dày nên bị hy sinh nhiều. Chứ nếu chúng ta đi thưa thì đâu đến nỗi chỉ có một quả bom mà hy sinh nhiều như vậy. Tuấn đã cố gắng thu thập những kinh nghiệm còn rất ít ỏi của mình để phân tích cho các chiến sĩ. Anh nghĩ là với họ chỉ động viên tinh thần chung chung không đủ, mà phải làm cho họ thấy rõ chỗ yếu chỗ mạnh của ta của địch, phải dựa trên kế hoạch chiến đấu cụ thể, phân tích chỉ cho họ thấy ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi thì mới đủ để giải quyết tư tưởng cho họ. Từ lúc anh vào, hai người chiến sĩ đang ngồi dậy nghe anh nói, còn một người anh chưa nhìn thấy mặt thế nào anh ta vẫn trùm chăn kín mít từ khi Tuấn đến anh ta không hề nhúc nhích. Nếu các đồng chí mệt nhiều thì không yêu cầu các đồng chí đi. Chúng ta còn chiến đấu lâu dài. Nhưng nếu thế cố gắng một chút mà vẫn có thể đi được thì các đồng chí nên cố gắng. Thêm một người là thêm sức mạnh, phải không các đồng chí? Tuấn để ý thấy chiếc chăn chấn thủ động đậy. Anh ta nằm im lâu như thế chắc mỏi nên phải cựa mình. Nhưng người chiến sĩ tung hẳn chăn ra ngồi dậy anh ta không còn trẻ lắm mặt đỏ tưng bừng như đang lên cơn rất thật đôi mắt hình như muốn tránh cái nhìn của tuấn lóe ra nhiều tia sáng người chiến sĩ bỗng cất tiếng tôi xin đi làm thằng người trước sau cũng một lần chết vào đồn giết giặc hy sinh cũng là cái chết địch bắt đi lính ngụy dính phải quả đại bác của bộ đội ta cũng là cái chết đi cả đi thôi các cậu anh em là người chúng mình cũng là người hai người kia không nói gì nhưng đều quay ra vách hầm nhấc súng đạn. Họ bắt đầu nai nịt chuẩn bị chiến đấu. Mặt Tuấn dại ra vì cảm động. Như mọi lần, một bên mép anh lại giật liền mấy cái làm cho một cánh mũi cũng phập phồng. Tuấn bắt tay ba người. Chúc các đồng chí lập được nhiều chiến công. Anh chui ra khỏi hầm. Một luồng gió mát rượi quạt vào mặt. Thì ra, một hiện tượng tưởng như ghê gớm. Nhưng ở trong những con người này, không phải là khó giải quyết lắm tiểu đoàn phó quân ở trung đoàn về nghe tin liền tạp vào đại đội 1. Anh rất vội nhưng cũng cố gắng gặp một số chiến sĩ. Quân xả vào bên một chiến sĩ lật chăn ra. Lục đấy à? Anh đã thuộc tên tất cả những người chiến sĩ mới của đại đội này. Anh ấp tay vào cái chán gỗ chưa một nếp nhăn của người chiến sĩ rồi nói. Hơi nóng thôi. Cố được đấy. Đánh nhau một lúc toát mồ hôi ra là khỏi ngay. Có bận tớ vừa lên cơn rét vừa chiến đấu súng nổ mấy phát là cất cơn ngay cả đời mới được một trận đánh sướng như thế này không đi được thì tiếc lắm các cậu ạ à. giọng nói của anh dịu dàng như tiếng nói của một người chị hiền nó có một sức thuyết phục làm cho những đứa em hư nhất cũng không nỡ từ chối những lời dỗ dành đầy thương yêu ấy quân chỉ nói với mỗi người một câu tương tự như vậy rồi đi vinh ngồi chờ ở đại đội bộ một lúc thì khỏe về mặt khỏe chả tươi tỉnh hơn chút nào Tôi đi các hầm mới có ba bốn cậu dậy sửa soạn trang bị. Các anh ấy còn đang tiếp tục giải thích, động viên thêm. Vinh xa sầm mặt, cơn giận lại cuồn cuộn bốc lên trong đầu. Anh đứng phát dậy bảo khỏe. Nhắc anh em nào có huân chương đeo tất cả lên. Trước khi xuất quân cho anh em hát bài hát của tiểu đoàn. Nhưng đừng kêu váng lên lại đến tai các ông ấy. Vinh lật đật trở về tiểu đoàn bộ. Khi đi qua các cửa hầm thấy có người nằm tiếng Anh lại quang oang Từ khi đi làm việc cho chính phủ chưa thấy thế này bao giờ. Thực là nhục, nhục, người ta đi đánh nhau dễ chết hết đấy. Chết cả mà còn từng này bộ đội à. Bộ đội giản ra hết ngoài đường hào trục thì chính ủy đến. Khi nghe Tuấn báo cáo chỉ còn có ba người không chịu đi, anh mỉm cười. Có lẽ vì họ sợ quá, định ốm giả mà thành ốm thật rồi. Thôi để họ làm lực lượng dự trữ cho tổng công kích tuấn hỏi đồng chí có định nói chuyện với anh em không cũng định nói đấy nhưng nghe đồng chí báo cáo như vậy thì các đồng chí cũng đã nói đủ rồi họ thấy tôi xuống thế này là đủ đồng chí tuấn này đồng chí làm như vừa rồi tốt đó lần này cố làm thêm công tác cổ động chiến trường xem sao phải làm đi thì mới ra kinh nghiệm tôi có một ý kiến trì hô các đồng chí anh dũng tiến lên thì không đủ phải chỉ cho bộ đội nên anh dũng tiến lên bằng cách nào để bảo vệ được mình mà tiêu diệt được địch muốn làm như vậy mà chính trị viên cứ đi sau cùng không thể ra vấn đề ngay đến việc biểu dương thôi anh không nhìn thấy anh em chiến đấu thế nào thì làm sao biểu dương cho được kịp thời đồng chí thử nghiên cứu xem sao những đám rừng danh bị bom đại bác đốt cháy đen bữa trước trổ đầy những cây danh non có hoa trắng lá sắc nhỏ cong vút như lưỡi liềm một mùi thơm thơm như mùi mật khê bốc lên từ đám cỏ xăng bị cháy lúc ban trưa Trên mặt ruộng, lúa mùa trước của đồng bào chưa kịp gặt để lại đã mục nát, mọc mầm Giải rác những bông hoa hình quả giữa cánh tím hồng Đại đội trưởng khỏe chỉ những bông hoa nói với người Chính trị viên mới về thay đồng chí thọ vừa được đề bạc Chuyển sang tiểu đoàn 1 Hoa này vùng tôi gọi là hoa diện Năm đói ở nhà tôi vẫn đi đào lấy củ về ăn củ nó nhiều bột lắm, nấu sánh như bánh đúc vậy. Đã có một thời gian khá dài, người đại đội trưởng này không muốn nhắc nhở đến cuộc đời cũ của mình, thậm chí không muốn nhớ tới nó nữa. Từ lâu gia đình, quê hương anh là đại đội. Trong đời anh, chỉ từ ngày vào bộ đội anh mới tìm được nơi ăn trốn ở yên ổn. Trong những trận đánh, người ta thấy người đại đội trưởng đó lòn vào giáp hàng rào địch rất nhanh, anh thường xông vào đồn với tổ xung kích đầu tiên và bám nhằng nhằng lấy thằng địch, không chịu rời ra đến vài chục thước. Người ta bảo anh là gan giả, anh Dũng. Anh chỉ nghĩ, làm như vậy là do sự tính toán dựa trên cơ sở những kinh nghiệm cũ của mình. Làm như vậy thì dễ tiêu diệt địch và đỡ nguy hiểm cho mình. Trước khi nổ súng, bám sát được hàng rào địch là không ngại súng cối. Còn gần chúng, chúng có thể bắn tiểu liên và ném lựu đạn thì những việc đó mình cũng làm được như thế là ta và địch cân bằng về mặt vũ khí mình hơn nó về tinh thần mình nhanh nhẹn linh hoạt mình giữ được bí mật là nắm chắc được phần thắng anh cũng không nghĩ vì mình dũng cảm nên hay dẫn đầu đơn vị anh chỉ thấy nếu không làm thế thì không chỉ huy được người chỉ huy không chính mình nhìn thấy cách đánh đường tiến lui của thằng địch còn biết đằng nào chỉ huy anh em nhiều lần anh đã bị phê bình là không giữ đúng cương vị chỉ huy làm tranh phần việc của cán bộ tiểu đội bỏ quên những lực lượng ở phía sau đó cũng là một nguyên nhân khiến anh sau mỗi chiến dịch lại thêm một hai cái huân chương trên ngực nhưng mấy năm nay vẫn là cán bộ đại đội thọ là người chính trị viên thứ hai đã chia tay anh ở đại đội lên đảm nhiệm công tác ở cương vị tiểu đoàn mỗi lần như vậy anh cũng có suy nghĩ anh cũng muốn sửa chữa khuyết điểm của mình và đã có lần trong chiến đấu anh thử lùi lại phía sau nhưng lần đó anh thấy mình không còn là đại đội trưởng nữa Anh không còn biết chỉ huy đơn vị thế nào Chính những lúc ở lùi lại phía sau cách xa địch lại là lúc anh thấy dần dợn Không bình tĩnh như khi bám sát địch Khỏe ít nói Không phải anh thích thế Nhiều khi anh không bằng lòng cái chậm mồm chậm miệng của mình Đôi lúc anh thấy vì nó mà anh bị thiệt thòi Anh biết có người cán bộ chiến đấu không ra gì Chỉ nhờ báo cáo khéo mà trở nên có thành tích anh thì chưa bao giờ sau một trận đánh kể lại được đầy đủ công việc mình đã làm những buổi anh báo công các cán bộ chiến sĩ thường phải bổ sung cho anh nhiều nếu việc anh làm chỉ có một mình anh biết là thôi không phải anh không muốn cho mọi người biết rõ tất cả những cố gắng của mình những khi không làm được đầy đủ điều đó anh thường tự an ủi việc mình làm đây là làm cho đảng cho nhân dân cần quái gì Đến cuộc học tập chính trị năm vừa qua, anh mới hiểu rõ nguyên nhân bệnh chậm mồm chậm miệng của mình. Anh đã ôn kỹ lại cuộc đời khổ cực ngày trước và anh thấy quê hương cũ, cái quê hương đã đối xử rất tàn tệ với gia đình anh, bắt đầu sống lại trong người mình với những kỷ niệm êm đềm. Anh nhớ ngôi đình làng quay về phía mặt trời mọc, nhớ búi tre đồng cờ anh thường buộc trâu ăn cơm trưa, nhớ những tiếng liềm gõ vào đòn gánh lanh canh của những thằng bạn chăn trâu gọi nhau đi cắt cỏ nhớ những đêm tối trời tháng 3, tháng 9, lần vào góc ao nhà địa chủ đánh trộm dọ cá chê, cá rô. Lúc này những bông hoa riềng tươi thắm lại gợi ra trong đầu anh những hình ảnh của quê hương. Giá sau ngày chiến thắng, anh có dịp trở về quê cũ. Quê hương anh đang đổi khác và đang dang tay chờ đón những người con xa xôi như anh. Anh sẽ tìm đến mộ bố anh để nói một câu, bố ơi, sao bố chẳng cố gắng sống đến ngày nay bố chết khổ sở quá. Giá bố biết cuộc đời các con sẽ được như bây giờ thì bố ra đi nhàng hơn nhiều. anh chợt lại nghĩ không biết mình có dịp trở về quê hương nữa không. tiểu đoàn trưởng vinh vẫn trước mũ nổi đội tranh trách trên đầu đứng ở giữa ba giao thông hào cầm chiếc gậy nhỏ gõ nhịp vào má dày ra thấy khỏe đi tới vinh nói khỏe này liệu có cắm cờ được trước đêm một không kiếm thêm chiếc huân chương cho tiểu đoàn chứ đại đội trưởng khỏe ngửi thấy mùi nước hoa sực nức anh nhếch miệng cười chiếc sẹo bên mép lõm hằn xuống khỏe quay lại hỏi anh em đi sau ban chỉ huy tiểu đoàn hỏi ý kiến của các đồng chí thế nào trung đội phó lạn bình bịch đi tới cái đầu nghênh nghênh trả lời thay anh em cắm cờ trước hẳn đi chứ quân của ông vinh với ông khỏe chứ bỡn à phải không anh em vinh mỉm cười chiếc gậy trong tay anh lại tiếp tục gõ vào má dày ra theo một nhịp nhảy nót hơn. bàn nãy, trước khi xuất phát, nghĩ đến cái mùi của những xác chết thối giữa, anh đã quệt nửa lọ dầu con hồ vào lỗ mũi vào thái dương, vào cổ, vào bụng, làm cho mắt cay xè và người nóng rực lên. Sau nghĩ thế nào anh lại lấy nốt lọ nước hoa trong xà cột ra. Anh không mở nút, lấy sống dao găm ghẻ vỡ cổ lọ, rồi đổ ốc cả lên dầu, lên người, lên quần áo hai mùi thơm rất khác nhau đó lúc này đang tranh chấp trong lỗ mũi anh đứng bên tiểu đoàn trưởng chính trị viên tuấn đang chăm chú nhìn một cái cây không tên cạnh đường hào chụp hồi bộ đội mới bắt đầu kiến thiết trận địa giao thông hào cái cây này hàng ngày được nhắc đi nhắc lại nhiều lần thẳng mục tiêu cây khô mà đào còn cách mục tiêu cây khô bao nhiêu thước rồi đường hào nhích dần lên phía trước bỏ lùi cây khô này lại phía sau đi tìm những mục tiêu mới gần đồn địch hơn. Tuấn cũng như mọi người đã quên khuấy cây khô đó đi. Nhưng hôm nay nó bỗng làm Tuấn chú ý. Cái cây khô như một cảnh ngụy trang cắm trên mặt ruộng cạnh chiến hào lúc này đã xanh dờn một lứa lá mới. Cái cây chết đi đó đã sống lại với mùa xuân tự lúc nào. Trong đầu Tuấn này ra thêm một ý thơ. Đồn địch hiện ra trước mắt tới màu đỏ bệnh tật làm cho người ta nghĩ tới sự đe dọa của một bệnh dịch những con hào tiếp tục chuyển mình đến hôm nay những đường chiến hào này đã thành máu thành thịt của các chiến sĩ mồ hôi máu xương thịt hơi thở sức khỏe nghị lực của họ đã hòa vào từng tấc đất này hơi thở nồng nồng của nó mỗi khi mưa xuống nắng lên trước làm cho các chiến sĩ khó chịu thì ngày nay đối với họ đã trở thành quen thuộc như hơi thở của người thân con hào bùn lẩy ẩm thấp này đã bao dung che chở cho họ những ngày qua và đang dần họ tới gần thắng lợi. Kẻ địch vẫn không hay biết gì, vẫn những loạt đại bác cầm canh như mọi ngày và tiếng rền dĩ giả nua của chiếc máy bay thám thính đang lượn vòng nhỏ chạy hẳn ra ngoài xa trận địa để tránh tầm pháo cao xạ của quân ta. Trời nhập nhọn tối, tiểu đoàn của Vinh đã vượt hết đường hào trục xuyên ngang cánh đồng, tới chiến hào nằm giáp chân đường 41 những chiến sĩ đi đầu trong đại đội một đã nhanh chóng bám sát chân đồn địch ụ thằng người in bóng trên nền trời xám đục trước mắt họ ba tiếng ụ thằng người này không biết ai đặt ra hồi đầu chiến dịch người ta gọi đúng tên của nó là cây đa cụt đêm đêm vào gần đồn địch các chiến sĩ thấy ở đây một hình người giơ tay chỉ về phía đỉnh đồi và phụt ra phía họ những tia lửa quái ác cái tên ủ thằng người dần dần thay thế hẳn cho mấy tiếng cây đa cục kể cả trên những bản kế hoạch tác chiến của cơ quan tham mưu. Riêng với tiểu đoàn của Vinh, cái ụ thằng người này càng rất quen thuộc. Theo lệnh của đại đoàn, họ đã kiến thiết trận địa dưới chân cây đa cụt này. Những đêm đảo chiến hào, hễ ngẩng đầu lên, họ lại thấy nó hiện ra sừng sững trước mặt, trên nền trời khi thì đầy những đám mây cho than, khi thì bằng bạc ánh trăng nó như có cặp mắt yêu quái theo dõi công việc họ làm không bao giờ mỏi mệt thanh kiếm trong tay nó bất thần lại vung ra như ánh chớp xuống đầu họ làm ngã một hai người ngay cả với những cán bộ tác huấn những người đã nhìn kia ụ thằng người này với cặp mắt quân sự rất thực tế họ thấy thằng tây ngu ngốc đã biết chặt cụt cây đa lại không chặt hết còn để lại một vật chuẩn rất tốt cho pháo binh của ta nhưng đôi lúc bỏ vào chân đồn địch họ cũng rờn rợn trước cái đầu bù xù và cánh tay xương sầu ma quái này sau khi điều tra biết rõ con đường tiếp viện nằm ngay sau cây đa cụt bộ tư lệnh đại đoàn càng quyết tâm sử dụng tiểu đoàn vinh đánh vào hướng này để cắt đứt cổ họng của quân địch vào gần đồn địch giao thông hào nông hơn đôi chút nhưng vẫn đủ để giấu bộ đội dưới mặt đất khi vận động Lần này, liên lạc Huy đã kiếm cho tiểu đoàn trưởng được một cái sở chỉ huy khá vững chãi. Đó là chiếc cống ngầm nằm ngang đường 41 ở gần chân đồi. Vinh tin là đơn vị của mình đã bám được hàng rào địch sớm nhất so với các đơn vị bạn. Lần này, anh đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, hễ xung kích xông vào đồn là anh sẽ băng ngay lên cùng với trung đội đầu tiên. Người giữ điện thoại hấp tấp tới trước cửa cống truyền cho Vinh chiếc ống nói tiếng tư lệnh trưởng đại đoàn ồm ồm trong máy. D1, D2, D3 đâu? Đủ chưa? Tất cả nhận lệnh, mệnh lệnh của đại đoàn, các đơn vị lui ngay về phía sau, cách đồn địch từ 2 đến 300 mét. Khi nhận được lệnh chuẩn bị của đại đoàn thì cho tất cả bộ đội quay lưng về phía đồn địch, chống tay vào thành hào, mồm mở to ra. Nghe rõ chưa? Sau một tiếng nổ lớn, cho bộ đội sung phong ngay mặt vinh nóng gian lên thế này là làm sao bộ đội đã vào đến chân đôn địch lại bắt rút có chết người ta không muốn để bộ đội ở xa sao không cho lệnh từ trước các ông ấy không biết những khó khăn của thằng cán bộ ở dưới cứ ra lệnh là ra lệnh làm cho anh em tiếp cận được nhanh chóng thế này có phải dễ dàng như các ông ấy ra một cái lệnh đâu quay ra bây giờ thì ảnh hưởng tư tưởng anh em lắm mảng tai ống nghe lại sôi lên ủng ộp lần này là tiếng chính ủy trung đoàn đồng chí vinh đấy à đã rút quân theo đúng quy định của đại đoàn chưa vinh đành phải trả lời tôi đang định ra lệnh chính ủy không nhận ra giọng bực bội của vinh vẫn vui vẻ đồng chí có thể báo cho anh em biết tối nay chúng ta sẽ sử dụng một thử vũ khí mới để tiêu diệt địch chúc tiểu đoàn của đồng chí sẽ chặn đứng viện binh địch và cắm cờ lên nóc hầm ngầm đầu tiên cho anh em rút nhanh nhé Vinh vừa buông máy thì Tuấn đến hỏi. Lệnh gì thế? Lệnh cho bộ đội rút về sau 200 thước, vào rồi lại ra. Bộ đội dậm dịch rút ra để lại sau lưng con hào nát như vết chân. Thung lũng Mường Thanh chìm dần trong bóng tối. Tối nay, Mường Thanh yên tĩnh lạ thường. Pháo địch bắn rời rạc, mỏi mệt. Thỉnh thoảng mới bừng lên ánh sáng của một ngọn đèn rủ rồi cả chiến trường lại tan ra trong bóng đêm đen mượt như nhung nhấp nhánh vô vàn những ánh đom đóm như mặt biển ban đêm rực rỡ lân tinh tiếng dế gian gian những người đứng đợi giờ nổ súng nghe rõ cả những tiếng dế kêu khác nhau có những con kêu hoài không ngớt có những con rúc từng hồi ngăn ngắn có những con thỉnh thoảng mới rít lên một tiếng lanh lảnh như tiếng còi rồi im bặt ếch nhái ì uông um điểm nhịp vào khúc hòa tấu dâm gian đó buổi đọc hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây quý vị hãy đăng ký và like video để chúng tôi có thêm động lực để đưa ra những clip hay hơn nữa hẹn gặp quý vị